đi ngồi với mẹ đi con. Đi, con ngồi với mẹ, chứ ngồi trên con mẹ đi. Mẹ nói sao này? Chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật mà. Nữa không? Mày ước đi, mày ước đi. Thành công, bứt phá khuôn khổ, hạnh phúc sinh ra từ những điều nhỏ nhoi, tình yêu chinh phục thử thách, tự do chiến thắng mọi điều kiện. Đúng quá không? Không, không, không. Cuộc sống. Rồi, mày thử thế này, thử thế này mày. Rồi, vỗ tay con. Chúc mừng sinh nhật mẹ nha. Con sẽ có một trò chơi. Nếu như là mẹ tìm được màu gì thì đó mẹ sẽ ăn được màu đó. Rồi mẹ tìm mấy cái mũ làm gì nè. Mẹ được màu gì thì con mà nó không có màu gì thì mẹ. Ok. Mình chọn với xăm số mới. Màu vàng. Cho hành trình phát triển. Cái gì đây? Đây, sô cô la. Sô cô la. Chưa gỡ mà mẹ. Màu hoa với lại có quả dâu nữa mà. Thôi bà tắt nha.